Mà chúng ta học tiếp nhé. Hôm trước là đang nói dở đến cái chỗ này là cách mô tả thuật toán. Tôi nhắc lại một chút là một số bạn có vẻ hơi hơi vội vàng nóng nảy, cứ nghĩ rằng là tại sao lại thầy không nói nhanh sang các cái thuật toán để giải học sinh giỏi. Các bạn cứ bình tĩnh, tôi sợ sau này các bạn không không theo kịp mất. Cứ bình tĩnh là chúng ta đây chúng ta học một cách rất là bài bản, cẩn thận từ đầu. Tôi nhắc lại rằng là cái môn tin học này từ xưa nay nó không phải là cái một cái môn theo đúng nghĩa. Từ xưa nay thì là chỉ học ở cấp 3 một chút và cái phần lập trình cho học sinh ấy, chỉ là học cái phần lập trình thôi, học như nào như là cái học như là học truyền tay thôi, chưa chưa bao giờ được chúng ta được học cái bài bản về cái học máy tính, về thiết kế thuật toán, không có. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi đưa ra cái chương trình này để mà mở lớp như này, là cái lần đầu tiên các bạn được làm quen với cái khái niệm là học về thuật toán, về học máy tính mà học cách bài bản từ đầu. Nhắc lại nhé, bài bản. Thì trong đó thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm, dần học thêm các cái phương pháp, các kỹ thuật, dần nó sẽ phủ hết tất cả các cái hầu hết tất cả những cái bài toán mà thi học sinh giỏi trong tương lai. Tất nhiên cái môn này mà tôi định mở lớp đây chỉ là cái phần ban đầu thôi, phần là nhập môn thôi, chứ nó không phủ kín hết được, nhưng mà nó cũng phủ được khá nhiều những cái bài toán thi học sinh giỏi hiện nay. Đấy. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên mà chúng ta sẽ phải học cái này, rồi trong những mà các bạn là giáo viên ấy, cấp 3 ấy, thì tương lai các bạn phải dạy cái này cho học sinh cấp 3. Đấy, cho nên là trong chương trình giáo dục mới của chúng ta thì cái môn tin học nó khác hẳn ngày xưa, là lần đầu tiên mà học sinh được tiếp cận với các cái khái niệm cơ bản của khoa học máy tính. Được chưa? Và nói về khoa học máy tính, về lập trình thì cái đầu tiên là cái hướng về nhân thủ, trước tôi nói rồi là cái hướng về cái đặc điểm chung của cái định hướng CS là về khái niệm nó gọi là tư duy máy tính. Thì bên trong lòng tư duy máy tính thì nó có hai cái hướng nhỏ, những cái hướng một trong hướng rất quan trọng là hướng gọi là hướng về tư duy thuật toán, thì chúng ta là học cái đó, được chưa? Rồi tôi bắt đầu, chúng ta bắt đầu học nhé. Hôm trước chúng ta đã học là về cái mô tả thuật toán ấy, thì nó có ba cách. Một là mô tả bằng lời cho dễ hiểu và đơn giản, mô tả các cái bước 1, bước 2, bước 3 nhé. Cách thứ hai là ta dùng sơ đồ khối, chưa tôi nói rồi là sơ đồ khối, thì sơ đồ khối là cái nhìn vào nó cũng dễ hiểu và cũng rất là trực quan. Nhưng cả hai cái này nó đều không chuẩn tác lắm, này vì đối với những thuật toán mà nó khó phức tạp ấy thì rất là khó để mô tả bằng lời, hoặc là sơ đồ khối thì nó phức tạp quá, chúng ta không thể vẽ nổi đó. Cho nên cách thứ ba là cách mà chúng ta sẽ dùng ở đây và sẽ dùng mãi mãi sau này, tức là chúng ta dùng gọi là cái giả, mã giả, nó gọi là pseudo code, gọi là mã giả, là chúng ta sẽ viết theo một cái ngôn ngữ giống như lập trình, nhưng mà nó không phải lập trình cụ thể, mà nó là mô tả gần như là lập trình, người ta đọc người ta hiểu ngay. À, thì cái cách này là cách chuẩn nhất hiện nay. Tất cả các cái tài liệu về khoa học máy tính hiện nay khi mô tả về các cái thuật toán mới đều mô tả bằng pseudo code hết. À, cái này là cái mà chúng ta là chưa bao giờ dạy cho học sinh cái này cả, thì cái này là cái các bạn sẽ phải dạy cho học sinh cấp 3 nếu chúng ta dạy cái môn tin học cho các bạn này. Thì cho sẽ làm quen với cái đó nhé. Hôm trước tôi nói với các bạn là chúng ta làm thử một cái bài đơn giản đã. Sau đó tôi sẽ tổng kết lại là cách viết mã giả là như thế nào nhé. Thì đây tôi xin mô tả một số ví dụ. Và hôm trước đã có một ví dụ rồi nhưng mà tôi nhắc lại nhé. Bài 1 là cái bài là tính 1 cộng 2 cộng vân vân cho trước số n và tính cái tổng này. Đó, thì tôi mô tả cái thuật toán của nó nhé. Cách viết bằng mã giả, bằng pseudo code là như thế nào. Thì cái viết này nó rất là giống lập trình. Nếu các bạn mà lập trình Python rồi thì cái pseudo code nó càng giống Python, rất giống. Còn đối với Pascal hay với C thì nó hơi khác một chút. Nhưng mà nhìn vào là hiểu ngay, nhưng mà đối với Python là rất là giống. Chứ như ai mà
Thảo Python thì hiểu cái pseudocode này rất là dễ dàng, và từ pseudocode này cũng dễ dàng chuyển sang Python nhé. Rồi chúng ta nhớ lại cái này trước chúng tôi nói rồi là chúng ta coi mình biết nhớ S thì dùng để mô tả chính cái tổng cần cần phải tính, đầu ra của nó chính là S thì đầu tiên tôi gắn là S bằng 0, sau đó tôi có một vòng lặp như thế này for i một to n, sau tôi viết S gắn S bằng S cộng i như này, sau đó tôi thông báo ra ngoài, tôi cho dùng lệnh là thông báo viết tại được hoặc dùng print được, print S. Thì đây chính là cái thuật toán để tính cái tổng input của nó là n. Tôi đúng rồi, tôi viết thêm đây là đúng rồi, viết thêm đây một cái dòng nữa, đây là input là n, output là tổng nhé. Các bạn viết thêm cho tôi. Thì cái đây là thuật toán, các bạn thấy là nó viết nó nhìn nó rất là dễ hiểu, nó rất là giống cái ngôn ngữ lập trình bậc cao Pascal giống như này, rồi là C giống như này, rồi là Python giống như này. Được chưa? Bây giờ tôi lấy ví dụ hai để chúng ta để cho tôi làm ra một vài thuật toán dễ dàng nhé. Thuật hai là mà hai là như này, tức là cho trước một dãy số nguyên, cho trước input của chúng ta là một dãy số nguyên đúng không, a1 a2 vân an, cho trước như vậy. Bìa đầu bài là hãy đếm số các cái số chẵn ví dụ như vậy của dãy trên. Đấy, như vậy đây là một cái bài toán đếm bình thường thôi, không có gì là phức tạp cả. Nhưng mà chúng ta ai mà đã lập trình dạng Thảo thì rất đơn giản. Thì tôi nói nhé. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái biến nhớ input là a1 a2 a3 an, đầu ra là một cái biến nhớ là biến biến đếm, tôi kêu biến đếm là c nhé, là phát từ cao nhé. Thì c tôi đặt bằng 0, xong cũng dễ vậy thôi, tôi cho for i bằng 1 to n đúng không, này giống đây, n là cái chỗ này này, đấy là chỗ này nhé, thì n, sau đó tôi kiểm tra nếu mà là ai mà là bội của là số chẵn thì ta mới tăng c lên một đơn vị. Như vậy là if ai là chẵn, tôi dùng cái hàm là mod 2 nhé, bằng 0, cái hàm như này, thì c tăng lên một đơn vị. Các bạn biết không, như vậy là sau lệnh for nhé, xuống dòng nó biết thuộc vào thì hiểu. Nhưng mà cái chỗ này nó là một cái mà phía dưới này chữ if thì nó là một các lệnh con bên trong vòng lặp for. Lệnh if cũng vậy, ta xuống dòng c bằng, nhưng mà c cos một là cái lệnh thực hiện ở trong cái vòng và cái lệnh dạng nhánh if, cũng dễ hiểu đúng không? Trong này cái đề thẳng ra cái này là print c. Như đây là cái cách viết cái pseudo code cho cái thuật toán tính đếm số các số trong một dãy số thỏa mãn điều kiện nào đó. Ở đây điều kiện của chúng ta là số chẵn. Ở chỗ này chính là cái điều kiện này, cái điều kiện mà để đếm nhé, có thể là một điều kiện bất kỳ. Thì các bạn thấy như vậy là cách viết và sự cốt rất đơn giản, và cái kiểu cái thuộc vào như này này là rất giống với Python, rất giống. Cho nên là cách viết sự cốt mà trong tất cả các tài liệu sử dụng vẫn biết ý, là nó đồng nhất, rất là giống với Python. Có lẽ chúng tôi nghĩ là cái người mà nghĩ ra cái ngôn ngữ Python nó cũng, người ta dựa trên cái cách viết này. Cách viết này là cái viết có từ lâu lắm rồi, cái viết như này này là cách viết của các nhà khoa học về máy tính từ rất lâu rồi, đã quen với như thế rồi. Và cái ông mà nghĩ ra cái Python, ông dựa trên cái này, ông nghĩ ra cái Python giống hệt như này. Cho nên là những người mà làm khoa học máy tính mà thành thục ấy, thì người ta viết Python nó là rất giản, như là viết tay vậy. À, tôi xin lấy ví dụ thứ ba nữa nhé, để chúng ta thử qua ví dụ để chúng ta quen. Là bây giờ cho trước cái dãy A1, A2, AN. Bây giờ bài của chúng ta là bây giờ bài là tính minimum của cái này, tính giá trị minimum của dãy này, một cái bài tính min tính max. Nhưng mà đây là bài tính min nhé.
Thì cái bài này cũng đơn giản, nó cũng đơn giản cho bất cứ ai mà là thạo về về lập trình là có thể làm được ngay. Thì tôi sẽ mô tả ngay cái thuật toán này cho chúng ta thấy nhé. Đây là giải bằng pseudocode đây. Chúng ta đọc một cái biến nhớ đó tên là min đi, để mà sau này chúng ta đầu ra đó chính là min. Đọc một cái biến nhớ là min cho định án là a một. Thì đây cái lệnh này cũng là định án này, lệnh min bằng a một định án, giống như là c nó gán như này đúng không? Pascal thì nó có thêm là hai chấm bằng, còn trong Python cũng biết như này. Đấy. Sau đó chúng ta cũng làm một vòng lặp for như bình thường, for i bằng 1 to n. Sau chúng ta kiểm tra xuống dòng tiếp thuộc vào kiểm tra, nếu mà là ai mà nhỏ hơn min thì chúng ta gắn min bằng ai tiếp thuộc vào, đúng không? Rồi chúng ta print ra. Như vậy là các bạn thấy không? Đó là cái tất cả cái này đều ai mà lập trình Python thành thạo người ta biết rất là dễ, mà các bạn cũng phải học, tức là chúng ta phải dạy cho sinh cái này nha. Như vậy khi mà học sinh học bài bản thuật toán thì không bây giờ sẽ bài thi học thuật toán ấy, chương một thuật toán ấy, thì học sinh không phải, chúng ta không dạy cho học sinh cụ thể bằng một ngữ lập trình nào cả, không phải dạy học sinh là viết ngay thuật toán đó bằng Python hay là bằng Pascal hay là bằng C, mà chúng ta viết như này là học sinh hiểu ngay. Và từ cái này học sinh sẽ rất dễ dàng, ai học sinh nào mà thạo Pascal thì sẽ chuyển sang Pascal, ai mà thạo C chuyển sang C, ai thạo Python chuyển sang Python, và cái chuyện này nó rất là dễ dàng. Bạn thấy không? Nhưng mà cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc của cái việc mà làm cái tạo ra code, nó gọi là cái mã giả, là cách mà mô tả thuật toán bằng pseudocode rất rất quan trọng. Và trong chương trình thi học phổ thông mới tương lai thì cái này sẽ dạy từ học sinh lớp 11 nặng nặng luôn. Lớp 10 thì vẫn chỉ học ngôn ngữ lập trình bình thường, là ngôn ngữ ví dụ như là lớp 10 học sinh có thể học Pascal hoặc là C hoặc là Python. Nhưng lớp 11 là có hẳn cái phần rất lớn về học về thuật toán. Nếu học sinh nào mà chọn cái hướng học máy tính thì sẽ học về thuật toán, thì cái này là sẽ được dạy. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ chúng ta nhắc lại cái khái niệm là pseudocode để cho chúng ta nhớ. Cái này chúng ta học một lần thôi và chúng ta sẽ nhớ mãi, và sẽ nhớ mãi cái cách mà chúng ta viết cái mã giả này nhé. Đây như vậy, pseudocode thì là cách chúng ta mô tả thuật toán. Thì cái đây là nó phải nguyên tắc hẳn hoi, thì đây tôi mô tả nguyên tắc các bạn nhé. Tức là nôm na là như này, tức là chúng ta mô tả bằng những cái lệnh nhé, bằng những cái lệnh mà làm mà thông thường là một dòng là một lệnh. Tuy nhiên có thể viết các lệnh ở trên cùng một hàng cũng được, nhưng mà nói chung là đối với Python thì viết trên dòng thì thông thường các dòng là một lệnh. Tuy nhiên chúng ta có thể viết là tôi có thể viết là như là a bằng một chấm phẩy, b bằng hai cũng được, không sao cả, viết thế này cũng không sao nhé, viết thế này thì không sao. Tuy nhiên là cái quy định chung là một dòng là một lệnh. Yeah. Cái ý thứ hai, cái nguyên tắc thứ hai của pseudocode là nó phải gần giống một cái ngôn ngữ lập trình bậc cao nào đó, ngôn ngữ lập trình bậc cao, để sao nó để cho nó rất dễ, để nó dễ hiểu, dễ nhớ, ai cũng có thể làm được nhé. Yeah. Ai cũng có thể học được trình bậc cao nhé. Yeah. Tiếp theo là nó, những yêu cầu nữa là nó phải khá linh hoạt, thật là linh hoạt. Tức là mặc dù chúng ta viết bằng cái ngôn ngữ gọi là trong nháy đi, thì nó gần với Python chẳng hạn, nhưng mà chúng ta được quyền viết chữ vào đấy, được quyền viết rất linh hoạt vào đấy. Ví dụ tôi có thể viết trong cái chương trình mã pseudocode, tôi có thể viết là viết như này, tôi có thể viết là thiết lập một dãy mới, một dãy rỗng, không sao. Cái lệnh này tương đương với là trong Python thì biết là b bằng gán như này, thì là cái lệnh này là lệnh là gán một cái dãy rỗng, tôi biết là thiết lập một dãy rỗng này cho nó dễ hiểu hơn cũng được, không sao cả. Tôi rất là linh hoạt mà chúng ta có thể viết chữ được vào đấy nhé. Đấy. Và nó thêm một ý nữa là mặc dù là cái chính vì cái sự linh hoạt này, cho nên các bạn mà xem các tài liệu về khoa học máy tính ấy, thì mỗi một tác giả họ lại viết cái pseudocode của riêng mình, và như vậy
có thể các tác giả khác nhau là nó viết các Siêu Cốt cũng khác nhau một chút, không phải ai đúng ai cả, vì hiện nay người ta chưa có cái chuẩn chuẩn cứng cho cái gọi theo có gọi là Siêu Cốt, cho nên là mỗi một tác giả thì họ lại viết một cách viết riêng. Tuy nhiên là tất cả cái này nó đều giống nhau, tất cả là giống như này. Rồi cái quy định tiếp theo là cái quy định viết thuật vào. Khi có một cái nhóm lệnh và nó cái nữa thôi, đây là nó không giống nhau hoàn toàn, không giống nhau hoàn toàn giữa các tác giả. Những cái mà tôi ghi ở đây là cái cách mà tôi làm, còn các bạn đọc một sách khác có thể được khác đi một chút. Bản thân tôi là ví dụ tôi là một người là dạy học, tôi là một tác giả sách, tôi có quy định riêng của tôi. Cái cách quy của tôi là cũng giống như nhiều nhiều tác giả khác thôi, và nó rất là giống với ngôn ngữ Python. Thế bây giờ chúng ta cùng đi vào một số cái đấy nhé, đi vào một số cái quy định mà tôi đấy. Vừa rồi là cái ý thứ năm là gì ạ? Là không giống nhau hoàn toàn với các tác giả, tức là các tác giả khác nhau có thể quy định cái pseudo code của mình này nó khác nhau một chút nhé, tức là không hoàn toàn giống hệt nhau. Cái này các bạn tự động sẽ tìm hiểu thôi, nó chính linh hoạt thôi mà, những cái từ linh hoạt này là nó mỗi một tác giả họ lại viết một cách khác đi một chút nhé. Thì cái đây là tôi viết ra quy định nhé, quy định của cuốn sách này, tức là của chương trình này đấy, của cuốn sách đã của cuốn sách mà quy định của tôi nhé. Tôi là tác giả cái tác giả của cái chương trình này, chương trình các bạn đang đang làm đấy, nên là xem. Thì tôi nói luôn là hiện nay tôi cũng là tác giả và chủ biên của cuốn sách giáo khoa tin 11 về chính hướng này, cho nên là cái phần mà viết này nó sẽ giống là sách giáo khoa luôn. Nên những các bạn mà giáo viên cấp 2, cấp 3 mà dạy học mà theo cuốn sách mà tôi chủ biên ấy thì nó giống giống như này luôn, nên là yên tâm tôi làm cái phần này tương đối là chuẩn nhé. Thì một số cái như này nó cũng dễ hiểu thôi, nếu các bạn mà thạo Python rồi thì nó rất là đơn giản. Thì tôi định như sau nhé, tôi quy định là ví dụ như mô tả đầu vào tôi sẽ viết là input như thế này, input ví dụ như là x1, x2 như vậy. Thì đây là cách mô tả một cái input của tôi. Cách khi tôi mô tả output thì tôi mô tả trên cái đầu vào của ấy ví dụ như là i1, i2. Thông thường khi mô tả input output là mô tả ngay ở cái phần mô tả gốc của cái thuật toán đó, của cái hàm hay thuật thuộc đó, hoặc là tôi biết đâu đó rồi tôi có thể bỏ qua nhé. Tiếp theo là cái lệnh gán, tôi viết như này, x bằng 1, đây chữ lệnh gán nhé, lệnh gán. Và khi mà mô tả comment thì tôi viết như này, comment tức là cái comment tức là cái gì, cái gọi là cái chú giải. Thì nên tôi bản thân tôi hay quen cái dấu hai dấu này. Thực ra trong Python thì là nó như thế này đúng không, nhưng mà tôi quen dùng cái hai cái này của C, quen mất rồi, nhưng mà bây giờ tôi dùng cái này, theo dùng cái nào cũng được nhé, cũng các bạn không quan trọng. Comment tức là chú giải thì bắt đầu từ vị trí này là được, chỉ việc sau này là comment hết, phần sau này là không có ý nghĩa nữa. Ở trong Python thì là cái này, hoặc là dùng mà ba nháy, trong ba nháy này là comment nhé. Đây là trong Python. Bây giờ là cái comment nghĩa là nó sẽ không cái chạy những cái lệnh mà nó có trong dấu thẳng à? Đúng rồi, tức là ở đằng sau tôi lại chỉ đi nó không chạy nữa. Ở đây vẫn chạy x bằng 1 vẫn chạy nhé. Lệnh gán nhé. Gắn 1 vào và mình nhớ x, còn sau cái này là sau phần này là cái phần này là phần chú thích. Là phần chú thích à. Là chú thích chú giải. Chú thích chú giải và máy nó không chạy nữa. Chúng ta viết thoải mái comment vào. Ở đây là gì? Ở đây là tôi viết là cái đây là pseudo code thôi. Còn chương trình các bạn viết comment thoải mái nhé. Comment thì chúng ta viết trong Python thì dùng cái này. Python dùng cái này, ta viết comment vào đây. Ở trong C thì dùng cái này nhé. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tiếp theo này. Tiếp theo nữa là lệnh rẽ nhánh. Thì chúng ta viết như này, đây là lệnh rẽ nhánh nhé, đây là lệnh gán này. Viết này, lệnh gán này rẽ nhánh thì chúng ta viết như thế này. Thì giống như là Python chúng ta dùng lệnh if nhé. Sau if là điều kiện
cho nó xuống dòng, không còn dấu hai chấm. Dấu hai chấm là cho các thân chúng ta không cần, sau đó là các lệnh. Các lệnh. Đấy, các lệnh. Nhé. Yeah. Các lệnh. Còn nếu mà có else thì anh ta viết đây, else. Else. Else sau đó các lệnh xuống dòng nhé, các lệnh. Và viết thuật vào. Alo gì nữa không Trang? À ở đây 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 đây. Thì không không thấy không để ý thầy để chế độ dùng rồi. Để chưa, nhưng mà đây là cái nhánh nhân là if này. Sau đó là điều kiện này, xong số dòng này, thuộc vào này, các lệnh, có thể một hay nhiều lệnh. Còn trái lại không thiện điều kiện là sai thì nhận là else sau lại cái lệnh của lệnh else đây. Đấy, đây là cái lệnh này, cái mô tả này giống ở tất cả các ngôn ngữ lập trình. Nhưng mà cụ thể đây thì biết đây là giống hoàn toàn Python. If các lệnh, if điều kiện xuống dòng thuộc vào, else thuộc vào, xuống dưới thuộc vào nhé. Cái lệnh mà dễ nhánh, mà là tổng quát thì như thế này. Thì như sau, dễ nhánh tổng quát thì viết như này nhé, dễ nhánh tổng quát. Thì chúng ta viết như sau, là đây là if này, điều kiện này, điều kiện 1 này, sau đó xuống dòng, sau đó là các lệnh. Các lệnh 1, lệnh mà nếu điều kiện 1 là đúng, thì các lệnh 1 nhé. Trường hợp là else nhưng là if nữa. Thế nhấn lần nữa thì là else if luôn. Đấy, thì đây là lệnh else if luôn nhé, là điều kiện 2. Nếu điều kiện 1 mà đúng thì cái này, điều kiện 1 mà sai thì lại nếu cái này đúng thì ta làm cái lệnh 2. Cái lệnh 2 nhé. Và như vậy chúng ta có thể có nhiều else if liên tục nữa chứ không phải một lần. Nhé, ở đây này có thể là có ở đây là else if lần nữa này liên tục. Đấy, nhiều cái nó lồng vào nhau, chẳng qua là chỉ lồng vào nhau và cái cuối cùng thì là else cuối cùng thì đây là các lệnh. Đây là cái lệnh để nhánh tổng quát nhé. Ở trong Python có cái này đấy. Trong Python thì họ không dùng, họ dùng cái là else if như thế này. Không có chữ SE mà tôi để đầy đủ else if cho nó chuẩn, cho nó dễ nhìn. Còn đây là cách viết của cái else if ở trong Python nhé. Đấy. Ở trong các ngữ khác thì không có, chỉ có ở trong Python có cái này. Đấy. Còn cái ngôn ngữ khác thì nó có lệnh case để hỗ trợ cho chuyện này. Mà không cần, tôi không ở trong quy của tôi không dùng case. Dùng lệnh if, else if như này nhé. Đó, cũng rất là dễ hiểu. Tiếp theo là lệnh lặp. Lặp thì chúng ta có hai cái này. Lặp mà cố định thì chúng ta dùng lệnh for. For y bằng cái gì đó đúng không? Y bằng 1 như thế là to n. Đó thì là hiện lệnh gì đó. Không có chữ do. Đối với Pascal có chữ do. Còn đối với C thì nó có dấu ngoặc đơn mà chúng ta không cần, để cái chữ đơn giản for i bằng 1 to n. Nhé. Thì cái lệnh này thì nó tương đương với ở trong Python là for i in range. In range 1 n cộng 1. Không đủ đây, đúng không? Hai chấm. Đây là Python nhé. Đây là cái lệnh lặp mà cố định. Còn lệnh lặp mà điều kiện. Đây là lặp cố định. Còn lệnh lặp mà là có điều kiện. Nhé, thì chúng ta dùng lệnh while điều kiện. Các lệnh. Một số tác giả họ đưa thêm này vào thì tôi đưa thêm này vào cho yên tâm. Một là lệnh while, hai là while đây là kiểm tra điều kiện trước thì hiện sau, còn lệnh là thiện trước lặp trước kiểm tra điều kiện sau là lệnh là repeat. Lệnh này giống hệt như là đối với Pascal repeat. Đây là các lệnh.
Ẩn thiên. Ẩn thiên biết lùi ra, ẩn thiên điều kiện. Đây là cái lệnh lập là kiểm tra điều kiện sau, còn đây là lệnh lập kiểm tra điều kiện trước. Cái này chừng nào mà điều kiện đúng thì thiệt, đây là lập cho đến khi điều kiện này đúng nhé. Khác nhau. Nghĩa là lập, nghĩa là cái why nó ngược lại so với ăn tin à? Đúng thế. Cái why là ngược lại so với repeat ăn tin. Kiểu như là why nó lập trong khi, còn ăn tin là đến cho đến khi. Cho đến khi đúng rồi. Nhưng mà cái điểm khác nữa là repeat là thiện trước rồi là kiểm tra điều kiện sau. Còn cái why là kiểm tra điều kiện trước, thiện cái lệnh sau. Thật ra hai này là thật ra là tương đương nhau, nhưng mà thật được chúng ta dùng tùy một trong hai cái, nhưng mà thật bản thân tôi thì hay dùng cái why này hơn, vì nếu mà chúng ta lập trình nhiều trên Python thì lập cho Python nó không có lệnh repeat. Repeat thì chỉ có ở trong Pascal thôi. Thì cái lệnh repeat này là cái lệnh mà dùng nhiều cho Pascal, và ở trong Scratch ấy, nó có nhiều cái repeat này, cho nên là ai mà quen dùng Scratch ấy, thì chúng ta dùng repeat cũng quen nhé. Nhưng mà trong Scratch thì là repeat ẩn thiên trước nhé. Thì trong Scratch thì nó là repeat ẩn thiên điều kiện, xong là các lệnh. Cho nên là thực chất là cái lệnh repeat của Scratch nó trùng hoàn toàn với lệnh ngoài, chỉ là điều kiện khác thôi nhé. Rồi đó là một số những cái mô tả. Tôi tiếp theo mô tả hàm thì chúng ta mô tả tên hàm như bình thường, tên hàm đúng không, tên hàm, sau đó là tham số nếu có, sau đó là viết thuật vào, cũng như là hệt như là Python lệnh 1, lệnh 2, lệnh n. Và bên trong đó nó có lệnh return thì nó là cái chỗ nó dừng lại, return một cái giá trị nào đó thì có return là nó dừng lại. Trong cái hàm này có thể có rất nhiều lệnh return nhé. Đấy, thì đó là cái quy định của tôi. Mà sau này chúng ta khi mà dạy cho học sinh ý, phải dạy cái đó nhé. Thì chúng ta chú ý nhé. Ngoài ra tôi còn nói thêm một cái ý nữa là như thế này, là ở trong ngôn ngữ nào cũng vậy thôi, rất cần một khái niệm là một cái gọi là null, tức là hay là năn. Ở trong Python khái niệm là năn đúng không? Ở trong Pascal khái niệm là nin, ở trong C khái niệm là nin, là những cái giá trị mà không chỉ giá trị nào cả. Khi mà chúng ta mô tả một cái dãy rỗng thì cái vị trí nó rỗng ấy thì chúng ta gọi là năn, không có gì ở trong sơ cốt đây tôi sẽ dùng cái khái niệm là null, theo đúng nghĩa chữ Anh cho nó dễ, null NU 2 chữ L, nên đây là giá trị thật được mỗi lần luôn chị luôn nhá. Đấy, thì như vậy cái hiệu luôn là để dùng khi đó, thi thoảng chúng ta cũng dùng cái này đấy. Thì những cần thiết là dùng cái luôn này nhé. Thế đó là một số quy định mà tôi đưa vào cho chúng ta biết là cách chúng ta sẽ trong toàn bộ trình của chúng tôi ở đây và toàn bộ các bài tập mà tôi giao cho các bạn làm ở nhà ấy, là tất cả đều tuân thủ cái gọi là cái pseudo code này. Nó hơi lạ một chút mà nó rất quan trọng đối với chúng ta. Nhắc lại là khi học thuật toán ấy, hoặc học máy tính ấy, thì chúng ta sẽ mô tả làm sao nó độc lập càng nhiều càng tốt những cái lập trình. Thì chúng ta sẽ ở trên lớp chúng ta hầu như chúng ta không mô tả cụ thể bằng C, Pascal hay là Python. Chúng ta mô tả bằng pseudo code. Thì cần cài đặt thì chúng ta phải mô tả cái đặt cụ thể trên Pascal như thế nào, cái đặt cụ thể trên Python ra làm sao, cái đặt cụ thể trên C như thế nào. Cái đặt nó là việc khác, ta thử nghiệm chương trình, chạy thử xem nó chạy không, có chạy đúng hay không. Chúng ta kiểm tra xem là toán này chạy có bao nhiêu, trong bao nhiêu giây thì ra cái một cái test này. Đấy, thì cái đó là chúng ta cái đặt cụ thể trong chương trình. Còn khi dạy học, là khi học về lý thuyết là chúng ta học trên pseudo code, được chưa? Đấy, như vậy vừa rồi tôi vừa nói xong cái phần hôm trước tôi nói giờ là phải mô tả thuật toán. Các bạn bình tĩnh nhé, đừng không vội vàng nhé, cứ bình tĩnh. Học cái này là nó vì là lần đầu tiên mà nó chậm thì nghĩ rằng là sau một vài hôm nữa nó mới nhanh, chứ một buổi này chưa hôm nay chưa thể nhanh được đâu.
Rồi bây chúng ta xong phần mô tả thuật toán, bây chúng ta sang cái phần tiếp theo rất quan trọng luôn, cái vẫn là trong cái bài 1 này, chương 1 này, là chúng ta học về cách gọi là phân tích đánh giá thuật toán. Cái này mới là cái mà học sinh cấp 3 từ xưa tới đây không bao giờ học cả. Ngay cả học sinh thi học sinh giỏi có thể được giải tỏa giải tin học quốc tế cũng không hề biết. Nhưng mà chúng ta cái này chúng ta bắt buộc phải học, và cái này là cái rất quan trọng sẽ đưa vào chương trình tin học của lớp 11 đây. Có cái này đây nhé. Tức là gì? Tức là nôm na là công thức toán, chúng ta phân tích xem là đánh giá được là tốt hay không, nó có đúng hay không, đúng như thế nào. Đó, phải mô tả rất tỉ mỉ cái chỗ này. Chỗ này là cái chỗ này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Rất nhiều người bây giờ chắc vẫn nghĩ rằng là để kiểm tra một cái bài toán đúng hay sai, chúng ta cho cái đầu vào, cho cái test đầu vào, thấy nhanh thì là giá đa số đúng, thấy nhanh thì là đúng. Không phải, cái đó nó chỉ là cái phần thể hiện ngắn, cũng là cái quan trọng, nhưng không phải là cái quyết định để phân tích một cái toán là đúng hay là sai, hay là nó nhanh hay là chậm, hay là tối ưu hay là không. Đấy, mà chúng ta phải học cái lý thuyết của nó, thì cái phần này là phần chỉ là phần như vậy, rất 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 quan trọng luôn. Phần này là phần rất quan trọng luôn. Một số bạn bây giờ mới vào. Là phân tích cho chung thuật toán như vậy rồi. Chúng ta phân tích là nó đúng hay không, nó tối ưu hay không. Nó đã đủ tốt chưa? Có tốt hay không? Đấy, thì cái đó nằm trong cái mục này, là cái mục nó là phân tích ra thuật toán. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào cái chúng ta phải hiểu khái niệm là chúng ta chú ý nhé. Thế nào là một cái biệt có một cái bài toán thi học. Bài thi học thì thường mô tả là cái gì? Mô tả bằng một cái input đầu vào, đầu vào. Ví dụ tôi cho trước tức là xong rồi bây giờ mới vào nhé. Ví dụ tôi làm cái n số x2.xn và đưa vào, và đây là cái mô tả cái bài toán của chúng ta, một cái bài toán và hay là yêu cầu của bài toán, và đầu ra của nó là output, đúng không? Ví dụ là i1, i2, im. Thì đây là cái bài toán tin học, bài toán đã được mô tả cụ thể rồi, và chúng ta cần thiết lập cái thuật toán, thiết lập cái thuật toán để sao giải được cái bài này, được chưa? Như vậy cái thuật toán của chúng ta là gì? Là với mọi cái input đầu vào này, chúng ta phải để ra được thuật toán chúng ta đây, thuật toán là đây là algorithm này của chúng ta này, là phải ra được một chút. Trước tôi học rồi, thuật toán này nó phải là xác định hoàn toàn mỗi một input phải ra được một output, được chưa? Mà các bước thuật toán đây là phải rõ ràng, sáng sủa, hiện được từng bước và mô tả được bằng pseudo code. Đó. Cho trước một đầu vào. Ví dụ như ta vừa làm ở đây, tôi đã làm báo cáo cho trước tính tổng của cho trước n, đầu ra là tính tổng của một n, đầu định rõ đầu ra là cái gì? Cho trước một dãy số, đầu ra là số maximum và số minimum của số đó. Như vậy là với một đầu vào là ra một cái là một cái đầu ra nhé. Thì chúng ta chú ý này, như vậy chúng ta chú ý là một cái bài toán của chúng ta đấy thì thường xác định không phải chỉ với một input, mà xác định với rất nhiều những cái đây, như đầu vào của chúng ta, bài toán chúng ta là cho trước một dãy số hay tính tổng cái số đó, thì mỗi một cái này nó làm cái input, nó làm cái dãy số, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta có input, chúng ta có dãy cụ thể là dãy A1, A2, A3, AN. Chúng ta cho dãy của chúng ta là 1, 5, 7, 6, 0, 3. Được chưa? Đó. Thì như sau nhé. Thì ở đây này, cái toàn bộ đây là một tập hợp tất cả các input đổ vào, thì cái này gọi là cái miền xác định
miền xác định của bài toán. Miền xác định của bài toán có thể rất lớn chứ không phải là miền xác định của bài toán nhé. Dù là đầu bài của tôi là bài toán của tôi là cho trước một cái dãy số bao gồm các số nguyên không âm hay là số nguyên cả âm hay cả dương, thì mình sẽ có đó là mình sẽ của tôi là đây là toàn bộ tất cả các dãy số x1, x2, xn với xy ở đây là thuộc số nguyên không âm, số nguyên là âm hoặc là dương. Thì cái này nó gọi là miền xác định nhé. Còn cụ thể đây một cái dãy a cụ thể thì bằng là 15157603, thì cái này nó gọi là cái gì? Cái này nó là một cái cụ thể, một input đầu vào, thì cái này người ta gọi là một thể hiện, nó là một thể hiện của bài toán. Như vậy chúng ta chú ý nhé, có khái niệm rất quan trọng là cái miền xác định của bài toán là gồm có rất nhiều những cái thể hiện, mỗi một cái input này nó là một thể hiện của bài toán. Cho nên chúng ta phân biệt cái khái niệm đây là bài toán này, chúng ta chú ý khái niệm đây là bài toán thì nó khác biệt hoàn toàn với cái khái niệm là một thể hiện của bài toán hiện cụ thể của bài toán nhé. Khi cho trước một cái đầu vào cụ thể input thì nó là một cái thể hiện đầu vào. Cho nên khi mà chúng ta mà thi sinh giỏi thì gì, bản chất cái thuật toán là gì, là cho trước cái bài toán cần phải tìm thuật toán, được chưa? Thì một cái thuật toán đúng là cái gì, một cái thuật toán mà đúng là cái gì, là cái gì đây, định nghĩa nhé. Một thuật đúng là như này, là với mọi dữ liệu đầu vào, với mọi input x1, x2, xn thì cái đầu ra y1, y2 đây là output im phải đúng. Thì khi đó cái thuật toán đúng này thì nó mới là đúng nhé. Chúng ta chú ý là với mọi đây là trong cái miền giá trị của nó. Bây giờ mình có thể nó có hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ cái thể hiện, thì thoát đúng là với mọi input đó thì đầu ra phải là đúng. Cho nên khi thi học sinh giỏi đấy, các bạn thấy khi thi học sinh giỏi thì người ta chỉ cho khoảng một mười cái test thôi, thi học sinh giỏi nhé, thi tế vậy thôi, thi học sinh giỏi này thì người ta cho bài toán này, người ta cho bài toán này, cho cái bài toán nhé, xong bắt chúng ta làm thuật toán với chương trình để mô tả thuật toán nhé, mô tả thuật toán. Và họ chấm bằng cái gì, họ cho khoảng 10-20 cái test, thì mỗi một cái test thì nó chính là bằng một thể hiện của bài toán, mỗi một test là ứng với một thể hiện. Như vậy là khi thi giỏi thì người ta chỉ cho mình kiểm tra bằng khoảng 10 hoặc 20 cái thể hiện thôi. Cho nên rất nhiều bài có thể các bạn làm thi giỏi được điểm rất cao, nhưng vẫn không đúng, vẫn sai. Vì chúng ta chưa chứng minh nó đúng, vì muốn đúng thì phải là với mọi input cơ. Đầu ra phải đúng. Được chưa? Thế thì làm sao để chứng minh là với mọi input đầu ra phải đúng? Phải làm thế nào? Đó, thì câu hỏi đó chúng ta trả lời ngày hôm nay nhé. Chúng ta phải chứng minh được bằng toán học, chứ không phải chúng ta chứng minh được bằng cho test đầu vào nhé. Như vậy là muốn chứng minh một thuật toán là đúng nhé, là đúng, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chứng minh bằng công cụ của khoa học máy tính. Mà công cụ khoa học máy tính này chính là công cụ toán, gần rất giống với toán, chúng ta thấy nhé. Chúng ta phải chứng minh bằng toán học là nó đúng thật. Chứng minh rằng gì? Chứng minh là đúng là với mọi đầu vào, đầu ra phải đúng. Chứ không phải chúng ta chứng minh bằng cách chúng ta cho vào 10 cái test, khi đầu ra 10 cái đúng là suy ra đúng, không phải. Hãy chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý rất quan trọng luôn, rất quan trọng của khái niệm là phân tích, đánh giá thuật toán. Nó không phải, nó không
nó không phải là cái đây chỗ này là chỗ mà các bạn giáo viên mang kia mà dạy thấy rất là chối đây. Chúng ta làm tin học, chúng ta quen với thực tế, chúng ta chạy chương trình, chúng ta ngại chứng minh lắm con học, nhưng mà với thuật toán bắt buộc phải chứng minh. Nhắc lại nhé, muốn chứng minh toán đúng chúng ta bắt buộc phải chứng minh bằng toán học là nó đúng với mọi input đầu vào. Đấy, chỗ này không phải chỉ là cái đưa ra khoảng 5-3 cái test như vậy là xong, không phải, mà phải chứng minh được. Thì đó chính là cái nội dung của cái học máy tính, cái điều khác biệt mà trước kia chúng ta dạy học trình, dạy thuật toán cũng có dạy rồi, nhưng mà dạy theo kiểu mẹo mực mà kiểm tra bằng test là xong. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ là nếu mà học sinh mà làm xin mà chứng minh cho cô giáo, chứng minh cho thầy là em làm toán này là chính xác, chứng minh đi, chứng minh mà toán học bằng các công cụ mà chúng ta được học ở đây, thì lúc đó chúng ta mới đúng em đó mới được điểm tối đa. Còn test chỉ là cái chúng ta kiểm tra để mà cũng là công test, cũng là một công cụ rất là mạnh rồi, rất là mạnh của lập trình rồi. Nhưng mà không phải đó, không phải điều kiện đủ, đó là điều kiện cần thôi. Nếu anh làm sai thì chắc là một sau mà cái test nó sẽ bị sai, nhưng mà điều đó không nghĩ rằng anh học sinh đó làm đúng tất cả các test mà suy ra nó là đúng. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đó, thì mỗi một cái test nó là một cái thể hiện của cái thì chúng ta sẽ học cách chứng minh trong ngày hôm nay, hoặc là kịp thì chúng ta làm, thì không kịp thì lại phải sang buổi sau vậy. Nhưng phần đề nó rất là phức tạp, chúng ta các bạn cứ bình tĩnh nhé. À, thế bây giờ trước khi mà phần chứng minh tôi sẽ nói sau, sẽ cho chúng ta chuyển sang cái mục quan trọng là cho đánh giá. Đánh giá một cái thuật toán. Thì thuật toán, làm thuật toán thế nào là tốt? Hay có dùng từ khác là dùng tối ưu? Đánh giá thế nào đây? Đó. Thì đây là cái cũng rất quan trọng nhé. Thì chúng ta thấy là khi mà trong các cái thi học sinh giỏi thì thường nó có cái test và nó kiểm tra là bắt buộc các bạn phải làm cái test này là trong vòng 1 giây, 2 giây là phải xong. À, trong 2 giây mà không đúng thì coi như làm sai. Thực ra cái việc dùng test, đo thời gian của test để mà chứng minh thì đó là tốt hay không tốt, nó chỉ là một khía cạnh, nó hoàn toàn không phải là đủ, nó không phải không phải là chuẩn xác. Không phải là một học sinh làm ra một cái test này là trong bạn A làm trong 1 giây ra cái test này, bạn B làm trong 10 giây thì chưa chắc bạn trong 10 giây đã là sai, bạn trong 1 giây là đúng, không chắc nhé. Chúng ta là bọn chúng ta chú ý như vậy nhé. Có thể với cái test này thì bạn A làm trong 1 giây, nhưng với test thứ hai bạn A làm sai thì làm sao được, máy làm sao có thể kiểm tra được hàng triệu test. Khi mà làm bài, khi làm bài cùng lắm là giáo viên chỉ kiểm tra khoảng 10 test, thì thi online thì họ chỉ cho khoảng 10 cái test thôi, làm sao kiểm tra được. Trong các bạn B test 1 được là 10 giây nó hơi dở, nhưng test 2 bạn làm là 3 giây 4 giây vẫn đúng. Như vậy bạn A làm, bạn B làm vẫn đúng, bạn A vẫn thể là sai, nhưng mà đi thi thì bạn A cũng được điểm cao hơn vì bạn A chỉ được trải qua cái test như vậy thôi. Đấy, cho nên cái như vậy chúng ta phải đánh giá thuật toán nó là đúng, và thứ hai nó là phải tốt, tối ưu như thế nào. Đây, chúng ta có một tiêu chí nhé. Thì như vậy vì tôi mô tả này, thế để cái tốt yêu này thì người ta có hai cái tiêu chí để đánh giá. Hai tiêu chí chúng ta đánh giá nhé. Một là tiêu chí về thời gian nhé. Cùng cái test, cùng cái bộ số liệu ban đầu nó còn thể hiện, thì tính được cái thời gian chạy, từ nó tính theo đơn vị là giây đấy, hạn chạy nhé. Như chương trình A thì ra là 1 giây. Bất cứ cái test này, bạn B thì ra là 1.5 giây, ví dụ như vậy. Không phải, vậy xin lỗi. Cái thuật toán này, thuật toán A thì là 1 giây, thuật toán B thì ra 1.5 giây. Vậy suy ra thuật toán B này, đây là thuật toán A nhé. Thuật toán B này là có vẻ không tốt bằng thuật toán A. Đây là nhé. Thì như vậy là cái thời gian này là nôm na là cái thời gian chạy, và tính trung bình trong tất cả các cái bộ test. Chúng ta cho tìm trong ngay bây giờ. Nhưng như vậy là thời gian là một thông số đo để đánh giá cái tính tối ưu của thuật toán. Nôm na thì anh chạy một cái bài toán càng nhanh thì thuật toán đó càng tốt, càng tối ưu. Như vậy thời gian là một thông số đo rất quan trọng nhé. Hai, thông số thứ hai là cái dung lượng của bộ nhớ. Dung để xử lý dữ liệu cho các bài
cho cái bài toán này. Thì một cái bài toán mà cùng bài toán thôi, cùng bài toán, cùng cái bộ dữ liệu test, mà cái cùng cái bộ dữ liệu test này, đúng không, mà cái toán A này dùng những là một megabyte bộ nhớ, trong toán B này chỉ dùng có 15K thôi, KB thôi, thì toán B này là tốt hơn rồi, tốt hơn là toán A là dùng hẳn như 1 megabyte bộ nhớ. Đó, thì như vậy là cách thứ hai là dùng dung lượng của bộ nhớ. Nhưng chúng ta gọi hai cách thôi nhé. Nhưng mà đối với học sinh phổ thông thì hầu hết chúng ta chỉ biết cái này thôi, học cái này. Còn cái dung lượng này thì chúng ta phải không quan tâm lắm. Học lên cao hơn thì cần phải biết. Còn đối với học sinh phổ thông thì chúng ta chưa cần đến cái dung lượng của nhớ. Tôi thêm một chút nữa là chúng ta nói về chúng ta đang học toán là trong cái mô hình máy tính, nó gọi là mô hình máy tính RAM, là của nhớ trí nhớ truy nhập bỗng nhiên. Thì trong mô hình RAM này thì cái dung lượng bộ nhớ người ta mặc định người ta cho thì là vô hạn. Cho nên về mặt lý thuyết mà nói thì người dùng có thể thiết kế thuật toán với cái bộ nhớ thoải mái, không bao giờ bị hạn chế. Nhưng mà cái người là thiết kế thuật toán giỏi, tốt hơn ấy, là làm sao anh tiết kiệm cái bộ nhớ. Cụ thể đây là tiết kiệm các cái biến nhớ thôi. Sao ta dùng ít biến nhớ thôi, dùng ít dãy thôi, dùng ít các cái biến nhớ phụ để làm cho nó chạy nhanh. Còn ta dùng nhiều bộ nhớ nó sẽ chồng chất lên nhau, nó sẽ càng nhiều nó càng cho di chỉnh nó chậm lại. Nhưng mà dung lượng bộ nhớ là thời gian là hai cái tham số, hai cái đồng chí rất quan trọng. Thế bây giờ mô tả đồng chí là cụ thể là như này nhé. Đây, thì một cái thuật toán bất kỳ hay nó là nằm trong một cái bài toán thôi. Phía trên này là thuật toán nhé. Phía trên này là một cái bài toán bất kỳ. Bài toán nhé. Thuật toán. Thì bao giờ nó có cái phần input. Input chỉ là cái test ấy, x1, x2, xn nhé. Mà sau đó tôi vào đây thuật toán đây, và cái output của nó, thật ra output tôi không quan tâm lắm là những cái gì là phải ra được. Mà quan tâm nhất là cái lệnh đầu vào này, có nhất là số n này. Đấy. N là cái số số lượng các input đầu vào. Là một dãy input đầu vào n số lượng. Như chúng ta ví dụ bài toán là sắp xếp bộ dãy n phần tử thì n là quan trọng, n là rất quan trọng. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Thì với cái n này thì người ta như vậy, chúng ta luôn coi khi mô tả cái tối ưu của thuật toán thì chúng ta chú ý là chúng ta có hai cái thông số, một là thời gian, hai là dung lượng bộ nhớ, hay là không gian. Thì chúng ta bắt nguồn từ cái n là cái thông số đầu vào. Đấy, ví dụ như là nếu có một con số thôi thì nó là n bằng 1 nhé. Còn chúng ta có n cái ví dụ thông thường rất nhiều bài toán là đầu vào của một số n này. Thì đầu với đầu một bài toán là tính tổng của một dãy vân là tính đếm các phần tử trong một dãy, tìm kiếm thông tin trong một cái dãy nhá, thì là n thì số lượng phần tử của dãy, thì n là cái đầu vào. Chúng ta có hai cái, với n đầu vào của thuật toán chúng ta có hai cái hàm, một cái hàm là tn này là thời gian chạy của thuật toán thường tính theo giây, thời gian nhé, hoặc là tính theo mili giây, có thể tính theo giây, hoặc tính theo mili giây, hoặc tính theo nano giây. Nano giây là cái nano giây này là 1/10^9 giây. Thời gian chạy. Cái thứ hai là SN là không gian, hay là không gian bộ nhớ. Thường là tính theo ba và của cái bộ nhớ mà dùng cho cái bài toán này. Thì cả cái TN này và TN là và cái SN này người ta gọi đó là trùng chung từ là độ phức tạp của thuật toán. Cái này các bạn nghe từ đầu tiên nhé, rất quan trọng nhé, độ phức tạp của thuật toán. TN thì độ phức tạp thời gian, còn SN là độ phức tạp không gian.
hay là tập bộ nhớ, không dùng từ gì cũng được, dùng từ bộ nhớ hay là không gian cũng được cả. Có sách có dùng bộ nhớ, có sách có dùng là không gian thì tôi dùng cái nào cũng được. Nhưng mà vì trong phổ thông chúng ta không học cái SCN này, sẽ có TN thôi, chúng ta tập trung vào cái TN là chính nhé, thời gian là chính. Đó. Thì các bạn thấy chính như vậy cho nên là khi mà thi sinh giỏi người ta chỉ kiểm tra cái thời gian chạy của test thôi, người ta không cần phải, rất ít khi chúng ta kiểm tra là bài này cần hạn chế bộ nhớ là bao nhiêu mb, rất ít khi. Ngày xưa từng có rồi nhưng sau người ta phải bỏ đi vì nó quá phức tạp để tính cái SCN. Cho nên bây giờ là phần lớn bây giờ là chỉ tính TN thôi. Như vậy thì như vậy là suy ra thì suy ra là như vậy là đánh giá thuật toán như sau nhé, chúng ta chú ý. Đánh giá thuật toán là như sau. Là cho cái input N và chúng ta tính TN. Tính TN này là không phụ thuộc vào các input nhé. À, như vậy là với mọi cái input x1, x2, xn chúng ta phải tính được tn, và cái việc tính như này nó không phụ thuộc vào một cái test cụ thể nào cả, nó độc lập với cái bộ test này, và cái việc tính này này là tính một cách toán học. Yeah, chứ không phải là chúng ta không phải là đo thời gian. Rất nhiều người sẽ nhầm lẫn là với mỗi cái bộ test này ta lập trình xong chúng ta bấm đồng hồ, chúng ta trong chương trình nó có cái đoạn là ta tính thời gian bằng 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 lập trình đấy, không phải, đây không phải, cái này là tính n là tính bằng tính bằng công thức toán học hay chính bằng công cụ toán học, yeah. Hay đúng hơn là công cụ của khoa học máy tính. Cho nên tôi tính này là nó độc lập với cái SCN. Cho nên một cái chương trình mà làm tối ưu ấy theo đúng nghĩa đấy, là không phải chúng ta cứ viết chương trình ra chúng ta cứ đo thời gian trên máy tính, không phải, mà chúng ta chứng minh rằng là với mọi cái toán này mà đủ tốt thì với mọi cái đầu vào này, với mọi cái bộ đầu vào này, bộ đầu vào x1, x2, xn thì TN luôn luôn nhỏ, luôn đủ nhỏ. Và cái việc này là chứng minh bằng công thức toán học nhé, chúng ta chú ý. Đấy, cho nên chúng ta thấy chúng ta rất là mới luôn, cái này là mới mà từ xưa nay là học sinh chứ không không học sinh không bao giờ biết được cái này cả. Học sinh mà cả giáo viên, cả học sinh, tất cả chúng ta đều hiểu là chương trình dạy tốt, thời gian, tức là chúng ta đo thời gian và lập trình bằng một cái hàm. Trước khi chạy thì đó chúng ta tính thời gian. Sau trình hai thì đo là trước kia là t một, t hai ra lấy t hai trừ t một khi nó ra vậy cái t cái t bằng t hai trừ t một đó nó mà nhỏ thì đó là toán tốt tối ưu, còn nếu t hai trừ t một mà lớn thì toán đó là không tối ưu, nhưng đó không, nhưng mà đó không phải là cách chứng minh nhé. Tức là dùng đồng hồ thời gian chỉ kiểm tra được với một vài test thôi, nhưng mà một cái toán tối ưu là phải chứng minh rằng cái này là luôn đủ nhỏ với mọi đầu vào. Cái này là khác nha, với mọi đầu vào chúng ta luôn và chứng minh rằng là cái này nó là nó luôn đủ nhỏ với mọi đầu vào, thì đó chính là cái nội dung của cái phần là phân tích chứng minh thuật toán, được chưa? Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì để tôi thêm một chút nữa về các về đánh giá thuật toán, thực ra là nó có hai loại, nó có hai dạng bài toán, có hai cái dạng mà chúng ta có thấy hay gặp, hai dạng cái bài toán cần được đánh giá khác nhau, cần được đánh giá theo hai cách khác nhau. Cụ thể đây là về thời gian nhé. Loại một là loại mà chúng ta hay là dữ liệu của chúng ta được dùng vào số lượng. Loại một là cái loại mà input của nó, input là x1, x2. Tổ n còn bản thân các giá trị số hai nó là con số bình thường, không phải quá lớn, không phải là quá bé. Tất cả những bài liên quan đến dãy số chẳng hạn, hay là liên quan đến ma trận, các bài toán liên quan tối ưu tìm vân vân, nhiều lắm, chúng ta sẽ học trong tương lai nhé, trong vài buổi nữa đấy. Thì tất cả các bài này là chúng ta tính thời gian, tính luôn cái n này như bình thường chúng ta đã biết
kính nhân n thì kênh phụ thuộc vào n, những loại cái loại loại này loại chúng ta hay gặp nhất này. Còn loại thứ hai thì cũng ít khi dùng đến, nhưng mà với học sinh chúng ta chắc không quan tâm lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng có gặp. Loại thứ hai là cái đầu vào của nó, input của nó chỉ là một số thôi, input nó là một số n thôi hay là một số k thôi. Và cái bài tập này thì nó khó khi n nó càng lớn thì nó càng khó. Ví dụ như đầu bài là cho n là tính 20n, ví dụ thế. Các bạn cứ tính thử xem, hay là cho n tính n giai thừa. Bây giờ mình biết chương trình xem bây giờ tính thử xem như thế nào. Tôi lấy ví dụ cái bài như này nhé. Tôi lấy ví dụ thôi. Cái bài là giai thừa factorial nhé. Tôi lấy ví dụ thôi. N đầu vào nhé. À, tôi cho như sau là tôi cho là p bằng 1 for y bằng 1 to n p bằng p nhân với y. Đấy, sau đó tôi return p, thì cái bài này là cái bài sẽ in ra được cái đầu bài của chúng ta. Tôi cho trước tôi cho n bằng 100 chẳng hạn, sau tôi print ra cái factorial cái nhân ở đây thừa đấy, đúng không, 100 n đấy, cái bài như này. Thì cái bài này là nó chỉ có một số n thôi, cho nên là như vậy cái tên là cái gì. Đấy, chúng ta chú ý với bài này thì chúng ta thấy là có một số n thôi, cho nên là thì khi đó thì cái giá trị đầu vào cần phải cái giá trị là như sau, thì chúng ta không biết đôi khi chúng ta không phải là tính t n như này, không phải thế, mà như sau. Tôi n tôi khái triển ra thành số nhị phân nhé. Ak chỉ 1, a1 a0. Đấy, thì khi đó thì cái tên này thì tôi tính theo k, tính k. Ở đây các bạn nếu ai mà học cao hơn một chút nữa thì là cái k này nó chính bằng loga cái số 2 của n. Một số bạn học sinh cấp 2 thì không biết cái này, nhưng cấp 3 thì biết rất là rõ. Như vậy là cái loại bài số 2, loại bài mà đầu vào của nó là các cái số tự nhiên, một số hai số thôi, thì lúc bây giờ cái thuật toán của nó là phải tính tn, tính theo cái loga bậc 2 của n, chứ không phải tính theo n. Tính theo cái số chữ số thập, số nhiên. Em thưa thầy là cái loga bậc 2 của n như thế nào ạ? À? Cái gì ạ? Là cái hàm ngược, cái hàm loga nhé. Đây. Đây là hàm 2 mũ k. Khi tôi viết là n bằng 2 mũ k thì cái này ngược lại của nó tương đương với là k bằng loga cái số 2 của n. Đấy, đối với bạn nào mà chưa học đến lũy thừa của cấp 3 thì chúng ta nhớ cái này thôi. Nhưng mà cái này ít khi dùng lắm, chúng ta cũng phải quên đi. Các bạn là cấp 2 thì chưa không cần học cái này. Đây là chỉ đối với cấp 3 thôi, nhưng mà tôi nói là thỉnh thoảng chúng ta có thể có những bài tập như vậy. Nhất là vừa rồi tin năm nay trên trung đoàn thế nào là dở hơi lại đưa ra cái chuyện là dạy thiêu tin học trẻ cho cấp 1, lại cho học sinh làm những bài toán về thuật toán liên quan với số. Đấy, số mà là tính thời gian với từng số thì học sinh lớp 1 thì làm sao mà có thể, rất là khó làm cái này, cho nên cái này là cái rất là dở của trung đoàn. Nhưng mà đấy, ví dụ cái bài toán mà cho trước n tính nhân n giai thừa, hay cho trước số n đếm xem là có là n quả số nguyên tố hay không. Đấy, tập của đấy nó là thuộc vào cái n càng cao, n càng lớn thì nó càng khó đấy. Thì lúc bây giờ nó không phải là cái dạng bài toán là có n input đầu vào như là cái anh này. Đấy, cái bài này thì là n input, mỗi số này nó nhỏ nhỏ thôi, nó không lớn bất kỳ, nhưng mà nó không quá lớn. Còn với bài này này là nó khác nhau khi n càng lớn. N ví dụ là hàng n ví dụ là bằng một số nhân tố, hàng trăm chữ số, hàng nghìn chữ số, nó rất là khó so với n bằng nhỏ hơn. Trên với bài này là rất là khó, với n mà khá lớn thì chúng ta phải tính độ phức tạp của nó và thời gian nó tính theo cái tk, tk mà luôn k cơ số 2 của n. Đấy, thì đây nó mai hiểu tk k chính là cái số chữ số trong khai triển, trong cái biểu diễn số nhị phân của n. Đấy, rồi được chưa? Đó, thì như vậy nôm na là gì, là chúng ta sẽ chúng ta sẽ cần phải tính. Như vậy chúng ta là gì, chúng ta học xong phần này là như vậy, phần mà chúng ta học được như vậy là
cái phân tích nó đi ra thì là cho trước và tính cái tiền này, cho trước một thuật toán, cho một thuật toán cụ thể rồi và chúng ta tính tiền này, tính tiền này. Đây, đây là cái bài toán chúng ta ngày hôm nay nhé, chúng ta học ngay bây giờ cái bài toán này, làm thế nào để mà tính được cái này, thì đây chính là cái phần rất quan trọng của chương trình của chúng ta ở đây ngày hôm nay nhé, phần rất quan trọng. Thì trước khi mà chúng ta học cái này thì chúng ta phải hiểu được là làm sao tính là như thế nào, tính đây không phải tính là thời gian, tôi gọi là thời gian, đây chính là thời gian, độ phức tạp thời gian đúng không, đây chính là độ phức tạp thời gian, độ phức tạp thời gian, nhưng không phải tính theo đúng cái thời gian mà đo đồng hồ đâu, mà chúng ta có một cái quy ước hay là quy định để tính độ phức tạp thời gian, độ phức tạp thời gian của một thuật toán nhé, độ phức tạp thời gian cái này rất quan trọng luôn, là thời gian TN của một thuật toán nào đó, được chưa? Rồi thì quy định là như sau này, chúng ta phải dựa trên quy định như này để chúng ta chú ý khi mà chúng ta học được cái lý thuyết để tính toán. Như vậy là sau bài này các bạn phải làm như sau, cho trước một thuật toán chúng ta phải tính được là TN bằng bao nhiêu đấy, sau dựa đó chúng ta mới đánh giá được nó tốt hay không tốt, tối ưu hay là không tối ưu, được chưa? Đó, thì là sau bài này chúng ta học được chuyện đó. Rồi, chúng ta bắt đầu thử nhé. Thế bây giờ trước khi mà chúng ta tính toán, chúng ta phải biết một số quy định rất quan trọng ban đầu rất quan trọng. Đấy, thì cái phần này là cái phần lý thuyết này mà từ xưa là chỉ học trên đại học thôi, mà chỉ đại học chính ai học chuyên ngành học máy tính thì mới học thôi. Còn những người mà học tin học của công ty nhưng mà học các ngành khác, ngành công nghệ mạng chẳng hạn, thì đó thì không học cái này. Đây chỉ dành cho sinh viên khoa cái bộ môn học máy tính. Thì bây giờ cái này được đưa xuống cho học sinh lớp 11 trong chương trình giáo dục phổ thông mới nhé. Thì tôi nói trước cho các bạn biết như vậy để chúng ta chú ý nhé. Rồi, thì thứ nhất mà chúng ta chú ý khi chúng ta đánh giá, một là chúng ta coi là bộ nhớ RAM của máy tính, RAM của bộ nhớ đấy, nó là vô hạn, không bao giờ hạn chế cả, vô hạn. Đó là quy định một, chúng ta nhớ nhé. Quy định hai rất quan trọng là tất cả các phép tính mà chúng ta đã biết từ xưa nay, mà trong tính là cộng này, trừ này, nhân này, chia này, đúng không? Chia nguyên là đít này, đít nhé. Lấy số dư là lệnh mốt này, đúng không? Riêng ở trong Python thì cái đít này nó là cái phép chia này, còn mốt thì là trong Python nó là dấu này, đúng không? Mốt hay là cái lệnh những cái phép tổ hợp mà logic như là and này, o này, hay là not này, yeah. Thì tất cả các phép tính này chúng ta đều coi là tính là một đơn vị thời gian, chúng ta chú ý nhé. Tất cả phép tính dù thế nào chúng ta coi là nó là một đơn vị thời gian, phép nhân, phép cộng, phép trừ, phép chia, phép and, or, not là tính là một, như vậy cho nó đơn giản nhé. Thứ ba là lệnh gán, tất cả các lệnh gán tính là một đơn vị thời gian, chúng ta chú ý nhé, một đơn vị thời gian rất quan trọng luôn, chúng ta chú ý. Đây là cái quy định là rất quan trọng luôn, nó dùng để cơ sở toán học để chúng ta có thể tính được n với mọi input đầu vào cho trước một cái thuật toán tính được nhé. Rồi tiếp theo là thứ tư là lệnh if nhé. Lệnh if có ra lệnh if này, điều kiện sau là các lệnh, đúng không ạ? Đó thì lệnh cái điều kiện này chúng ta sẽ tính là một đơn vị thời gian nhé. Yeah. If dù phức tạp đến mấy cũng chỉ là một đơn vị thời gian, cũng có thể là and or not rồi nó gộp với nhau cho tính là một đơn vị thời gian. Còn lệnh này tính bình thường, cái lệnh này là tính như giống ở trên này. Cái này tính là như bình thường. Nó có một lệnh người ta định gán thì là một, cộng trừ nhân chia thì là mỗi phép cộng là một. Nếu có hai phép cộng thì là hai, ba phép cộng thì là ba nhé. Tính theo trên nhé. Đấy, lệnh if. Thứ tư là lệnh lặp, đúng không?
Lệnh lập thì như sau. Lệnh lập thì chúng ta như này, lệnh lập thì làm for i bằng 1 to n, xong là các lệnh. Đúng không? Thì làm như nào? Lệnh làm như sau. Giả sử các lệnh, giả sử các lệnh ở đây là có thể một lệnh, nhiều lệnh nhé. Các lệnh ở đây được tính theo thời gian, ví dụ tính cái thời gian để tính cho một cái lệnh này. Ví dụ như là k chẳng hạn. Thì lệnh for này sẽ bằng tính với bằng là n nhân với k. Thì mỗi bằng for này là lập n lần mà. Thì như vậy là các lệnh này là mỗi lệnh là k thời gian, thì lệnh for này sẽ là n nhân k thời gian. Cũng dễ hiểu thôi, mình lập là một cái lập n lần mà. N lần thì là k thời gian nhân với n. Được chưa? Đấy. Còn thứ năm là lệnh oai, cũng tự thế thôi, lệnh oai, lệnh lập oai nhé. Lệnh oai. Lệnh oai. Oai đây. Oai. Điều kiện nhé. Điều kiện nhé. Và các lệnh ở đây nhé. Được chưa? Thế thì như sau. Thế thì là sự các điều kiện là đây, đây này, các điều kiện ở đây là k thời gian. À, thời gian. Điều kiện này được tính là một thời gian. Như vậy là giả sử cái lệnh OI này là có n, giả sử chỗ này nhé, giả sử cái lệnh này là có n lần lặp theo cái điều kiện n lần lặp. Thì lệnh OI này sẽ thực hiện là tính bằng thời gian bằng là n nhân với k cộng 1. Đây có một điều kiện này nữa nhé, kiểm tra điều kiện là một điều kiện thời gian này cộng thì ăn chạy cái này là k cộng 1 lại nhân với n ra tổng số thời gian chạy cho lệnh OI này. Được chưa? Vậy thì chúng ta chú ý là đây là một số các nguyên tắc hay quy định để chúng ta tính thời gian chạy của một thuật toán bất kỳ. Chúng ta phải nhớ nhé, phải nhớ những cái này để sau này chúng ta có cái cần phải sau này chúng ta học mà thực hành để tính một số cái bài toán đơn giản, nhưng mà trong tương lai nó càng ngày nó càng phức tạp dần. Mà tôi nhớ cái phần này là phần mà tôi được nghe rất nhiều giáo viên đại học ấy nói là cái phần này bọn em dạy học sinh viên không hiểu gì cả, rất là khó. Đấy, các bạn chú ý nhé, phần này là phần sinh viên thấy khó chứ không phải là học sinh. Cho nên là khi dạy cái này là phải rất cẩn thận. Cho nên tôi muốn dạy lúc này trước để cho chúng ta hình dung được là học sinh học có khó không khó như thế nào, thì chúng ta phải chú ý là cách dạy làm sao cho học sinh dễ hiểu nhất. Chúng ta đưa ra ví dụ đơn giản nhất, từ đơn giản nhất cho đến phức tạp. Phần này là nhiều giáo viên làm mà theo tôi nghĩ là đâu rõ khó là vì một là giáo viên nó họ không để ý, họ không quan tâm đến việc là sinh viên học nghĩ gì, cho nên họ cứ dạy bạt mạng, không có cái tính sư phạm. Hoặc là nhiều khi là giáo viên nó dựa trên sách của nước ngoài, cho nên là đưa ngay ví dụ khó học sinh không thể hiểu được, sinh viên không hiểu được. Cho nên muốn dạy cái này, muốn cho học sinh hiểu, các bạn phải đưa ví dụ từ nhỏ nhất, từ học sinh mới hiểu được nhé. Thì chúng ta chú ý. Thì tôi nhắc lại cái chuyện là rất từ từ, cái này chúng ta không vội đâu, từ từ nhé. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ thực hành nào, chúng ta sẽ nôm na sẽ làm bài tập tại chỗ, làm bài tập tại chỗ luôn nhé, bạn làm bài tập luôn này, mà sau tôi sẽ đưa về nhà các bạn sẽ có bài tập làm thêm nữa. Chúng ta làm quen phần này, là phần theo tôi đây là phần cơ bản nhất của cái bài 1 này nhé. Rồi chúng ta làm bài thứ nhất này. Bây giờ input là n và tính 1 cộng 2 cộng n này. Bài làm rồi nhá. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau tính này, chúng ta biết thuật toán ra đúng không, biết thuật toán ra nhá. Đây s bằng 0 for i bằng 1 to n s bằng s cộng với i. Sau đó chúng ta in ra print s. Được chưa? Đó, chúng ta mà cho tính nhá. Cái này này. Nhắc lại là cái lệnh gán là tính một đơn vị thời gian. Được chưa? Đấy, chỗ này là vòng lặp là n lần, chúng ta ghi vào đây là n lần nhá. Cái chỗ này phép cộng này này. Phép cộng này gán vào đây thời gian cộng gán là một luôn, đây chính là một chứ không phải là hai. Thực ra là phép cộng này đúng là phải cộng một số gắn vào nhưng mà tôi tính là một, nó dễ nhé. Là có cái này thì cho tính là một đi nhé. Như vậy đây là một này, ở cái chỗ này thời gian chính là n nhân với một,
Đây là một đúng không? Đây là một này, đây là một. Vậy suy ra cái tổng số cái hay đây là tổng số, mà đây chính là cái, đây chính là cái tn của cái bài này, nó sẽ bằng là n cộng 2. Đây, 1 cộng 1 là 2, n đáp số là n tn bằng n cộng 2. Được chưa? Các bạn thấy có dễ hiểu không? Đây là cái bài rất là dễ thì nó như vậy nhé. Và sau này chúng ta sẽ thấy nó sẽ khó dần, khó dần, khó dần. Đây là cái bài đầu tiên thì nó như này thôi nhé. Nó như này thôi nhé. Bây giờ chúng ta sang cái bài số 2. Bài số 2 chúng ta thấy là nó sẽ khó dần lên này. Bây giờ đầu bài là input là cho trước dãy A1, A2, AN. Bây giờ cần đếm số các số chẵn của dãy trên. Được chưa? Đấy. Số các số chẵn của dãy trên. Nào, chúng ta cùng nhau tính nhé. Đây, bây giờ chúng ta viết là thuật toán đã, đúng không? Đây, đếm này, chúng ta cho là C bằng 0 này. Xong chúng ta for i bằng 1 to n, đúng không? Xong chúng ta là if nếu mà ai đó mà chẵn, tức là 1, 2 bằng 0, chia cho 2 bằng 0, chúng ta tăng C lên bằng C lên C cộng 1. Được chưa? Xong chúng ta print. Print cái C ra ngoài. Đấy. Hay không? Nhanh bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Đây. Giao tính này. Bên này cho nó dễ tính. Bên này. Bạch cả hai bên. Thông thường hay thật để gạch ngang bên trái. Bây giờ gạch ngang bên phải. Cái chỗ này này. Một lần. Phép gán là tính một đơn vị. Cái vòng for này là n lần. Bên trong cái chỗ này. Cái chỗ này là lại kiểm tra chỗ này là một lần. Đúng không? Anh này là một lần nữa. Lệnh in này là một lần. Rồi chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Cái chỗ này là hai lần, đúng không? N trên chỗ này thì ra là 2n lần. Ở đây là một nữa, đây là một nữa là hai, vậy sẽ ra là tn bằng là 2n, đây là 22 cộng 2. Đây là 2n nhé, vì đây là n và n lần mà. Mỗi n lần là có một phép kiểm tra if đây. Là một thì là một. Ở đây là một nữa là một, tổng này là hai, như vậy là đây là một là hai, n lần của hai là hai n, đây là một là một, vậy là mình đáp số là tn bằng hai n cộng hai. Đấy, làm đây. Đấy, chúng ta thấy nhé, như vậy cái ngoài này nó đều là nó tương đối dễ cả, đúng không? Chúng ta chú ý mà các bạn thấy không, như vậy chúng ta tính được tn này, mà các bạn thấy tn này là nó, chúng ta chú ý là nó không phụ thuộc vào dữ liệu, không phụ thuộc vào input. Em mới thấy là em xem cái phần trên kia. Ừ. Cái phần bài phần 2 à. Ừ. Sao? Ra là em chép luôn à? Chép đi nhé. Chúng ta chú ý là tn nó không phụ thuộc vào input nào cả. Câu chuyện này là đúng với mọi input. Cho nên là tôi không cần phải dùng máy tính để mà đo thời gian trên máy tính để chạy. Nó luôn luôn là như thế này. Cái số này là chuẩn luôn. Thì đó chính là cách mà chúng ta tính thời gian, nhưng mà bằng công thức toán học đấy là như vậy. Nó rất là chuẩn. Không phụ thuộc vào input. Chúng ta không cần thiết phải chạy chương trình trên một máy tính cụ thể để ta đếm thời gian. Đấy nhé. Cái này là cái đặc biệt rất rất quan trọng mà các bạn chú ý nhé. Và các bạn chú ý nhé. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bài số 3. Thời gian có đủ của bài số 3, bài khó hơn nhé. Chúng ta cùng nhau làm bài số 3. Bài này là bài khó hơn, mà cái bài rất là chuẩn xác, chúng ta cái bài mẫu chúng ta dùng cho các buổi tiếp theo nữa. Cái bài số 3 là tôi mô tả một thuật toán sắp xếp một cái dãy số. Tôi ký hiệu, tôi đặt tên, tôi gọi là lên, tôi sẽ làm toán gọi thuật toán chèn. Chèn. Nhé. Tiếng Anh gọi là insert.
insert sort. Đây là một toán rất là hay, rất là dễ hiểu, nhưng mà rất đặc biệt, rất là dễ hiểu, nhưng mà một toán mà được rất nhiều những người mà đi dạy cái bộ học này đều dùng cái thuật toán này làm cái bài mẫu để cho cái việc tính thời gian. À, em vừa thấy là cái phần insert short ấy thì nghĩa là kiểu như nó sẽ tính trong một ô này, rồi là nếu mà thấy là một cái ví dụ như là sắp xếp từ bé đến lớn thì nếu mà A nó lớn hơn B thì chia đơn đảo chia swap với nhau à? Ừ, tức là cái toán chia là gì? Toán chia là như sau, là bài toán là cho trước cho input nhá. Input là dãy bất kỳ A1, A2, A3, AN đầu vào là input bất kỳ. Đầu ra là chúng ta phải sắp xếp lại cái dãy đó bằng cách là đổi chỗ các số để sao cho là gì? Là A1 nhỏ hơn bằng A2, nhỏ hơn bằng A3, nhỏ hơn bằng AN. Thế đây là cái bài toán này người ta gọi là bài toán sắp xếp. Được chưa? Sắp xếp một dãy số đây nhé. Cho trước đầu vào là một dãy bất kỳ và chúng ta cần sắp xếp dãy số đó bằng cách là so sánh và đổi vị trí các số. Được chưa? Thì có rất nhiều thuật toán để mô tả cái bài toán này. Mà giờ hôm nay tôi sẽ demo các bạn, tôi sẽ cho các bạn xem một cái toán cụ thể được gọi là thuật toán chèn nhé. Có rất nhiều thuật toán khác nhau nhé. Đây tôi lấy ví dụ nhé, trước khi tôi làm mặt toán này chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Mà toán này là khó hơn một lúc bấy rồi. Cho trước ba số đi, là 3, 1 và 2, cho ba số này nhé. Thì tôi làm như sau này, tôi kiểm tra số 3 thấy không sao cả, một số kiểm tra số 1 là thấy là nó nhỏ hơn 3, tôi chuyển cái số đây, chuyển lên vào đây. Nhưng mà sau bước này là có sẽ là 1, 3, 2 nhé. Sau tôi làm đến 2 nhỏ hơn 3, tôi chuyển 2 vào đây. Vậy sau bước này sẽ là 1, 2, 3. Vậy sau bước này là đúng, sau bước này là làm đúng. Nhưng mà là sau 3 bước chúng ta sẽ hoàn thiện cái việc là sắp xếp lại cái đúng không? Đây chính là cái việc đổi chỗ đây. X3 đây đổi chỗ này. Đây, chỗ. Sau 3 lần đổi chỗ thì chúng ta thu được một cái dãy mới là sắp xếp theo đúng như thế này. Đấy, thì đây là thuật toán gọi thuật toán sắp xếp thôi. Thì đây là thuật toán sắp xếp, và các bạn thấy đấy là ở trong cái bài toán sắp xếp, bài toán rất nổi tiếng mà chúng ta sẽ học trong vài ngày tới đấy, và sau này học nữa. Thì bây giờ người ta có thể thấy là chưa sắp xếp thôi, có hàng nghìn thuật toán sắp xếp chứ không phải là một đấy nhá. Bài toán có nhiều thuật toán, nhưng riêng sắp xếp thì có rất là nhiều thuật toán khác nhau đấy, có rất nhiều luôn, và bây giờ vẫn rất nhiều người vẫn nghiên cứu thuật toán này chứ không phải là hết rồi, mặc dù nó rất là đơn giản. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ mô tả thuật toán cụ thể nhá, là như sau. Chúng ta gọi A1 này, A2, A3, A4, AN. Chúng ta lần lượt cho Y là chạy từ 2 cho đến N. Y chạy từ 2 N. Và chúng ta lần lượt kiểm tra cái số này nhé. Thì với Y bằng 2, chúng ta sẽ kiểm tra với A1. Thấy sẽ đúng rồi, thôi không đúng, chúng ta sẽ đổi chỗ cho A1. Đấy. Anh em, chúng ta làm cụ thể. Xong A3, chúng ta sẽ đổi chỗ cho A1 và A2. Nôm na là với A2, chúng ta chèn nó vào vị trí đúng của A1. Với A3, chúng ta chèn vào vị trí đúng của A1, A2. Và A4 cũng vậy. Chúng ta chèn lần lượt như vậy. Bài này là như sau. Cái bài này là cái ý tưởng này như sau. Ý tưởng của cái toán này là như thế nhé. Vì sao nó có sự chèn. Như sau là for y bằng 2 to n. Chúng ta chèn AI vào dãy con đã sắp xếp đúng. Dãy gì? Dãy A1, A2, vân vân, AN-1. Nhưng với mỗi Y thì Y chạy đâu thì phần trước đó nó sẽ xong rồi, ta được chèn nó vào thôi. Đấy, được chưa? Đó chính là cái thuật toán xếp chèn. Thì tôi mô tả cụ thể như sau nhé. Đây tôi mô tả này là 3 này,
một này, hai này, bốn này, không. Ta bắt đầu chuyện từ một nhé. Một ta chèn vào vào dưới này, như vậy là một đứng đứng ra một là để nhỏ hơn ba, như vậy là sai. Chúng ta đổi chỗ cho ba một, cho thu được là gì? Đổi chỗ chúng ta thu được là một ba hai bốn không. Bây giờ chúng ta bước tiếp theo, chúng ta cho y chạy đến hai, y một ba chúng ta chèn hai vào vị trí giữa ba và hai, chúng ta đổi chỗ đây, đổi chỗ chúng ta thu được là một hai ba bốn không. Ta tiếp y đến đây, bốn đây là đây đúng rồi, một hai bốn, bốn hơn ba chứ chỗ này là không không có chèn nữa, vậy đây là đúng. Chúng ta sang quân năm không, chúng ta phải đổi chỗ sang đây, như vậy là sẽ đổi chỗ một hai ba bốn để trở thành là không một hai ba bốn. Như vậy là sau một hai bốn bước chúng ta làm xong được chưa? Đó thì đó là cái ý tưởng thuật toán. Bây giờ tôi mô tả thuật toán cụ thể nhé để chúng ta xem nhé. Đây thuật này gọi là thuật toán chèn, đúng là thuật toán chèn nhé, tiếng Anh nó gọi là insert sort, rất quan trọng nhé. Đây đầu vào của nó là dãy a và n là cái số lượng phần tử của a. Bây giờ chúng ta biểu tượng sẽ mô tả dần cho đúng nhé. Bước một tôi mô tả đơn giản thôi là gì, là for, đây bài tập này, for y bằng hai to n chèn a y vào vị trí đúng của a một a hai a n trừ một, được chưa? Đó, vậy đây là tập mô tả sơ lược bắt đầu như vậy, dễ hiểu thôi đúng không? Chúng ta chèn ra cho y chạy và y tới đâu ta chèn vào phía trước của nó. Như vậy y chạy tới đâu thì phần trước đó là xếp xong, y chạy đến n là một bạn là xếp xong luôn, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng tôi sẽ mô tả tỉ mỉ cái phần này, phần là chèn AI vào cái dãy AI trừ một trước đó nhé, AI trừ một trước đó là cho trước A1, A2 và AI. Bây giờ cái này là xếp đúng rồi, tức là A1 nhỏ A2 nhỏ A3 nhỏ AI rồi, bị AI trừ một rồi, bị chèn AI vào, AI chèn vào đâu bây giờ đây? Đấy, thì cái làm như sau này. Ta kiểm tra liên tục AI với AI trừ 1, nếu AI nhỏ hơn AI 1 thì ta đổi chỗ, sau lại chuyển tiếp, cứ như vậy ta sẽ cho nó chuyển dần, đến vị trí nào nó lớn hơn số sau thì ta dừng lại. Đấy. Cái làm như sau nhé, này cái làm rất đơn giản, cái chỗ này rất đơn giản như sau, đây, chỗ này là chỗ chèn vào này, là cái làm như sau, đây, tôi sẽ đặt biến G bằng Y, đấy, và tôi chèn, tôi đổi chỗ như sau, tôi Y, dừng lại Y, chừng nào mà AI nhé, AI mà nhỏ hơn AI trừ 1, tức là cái AI này, AI nó nhỏ hơn số trước đó, vậy là sai. Đó, mà đồng thời phải là G phải lớn 1. Đấy, sau đó thì ta đổi chỗ. Đổi chỗ AI và AI trừ 1 mà ta chuyển cho G trừ 1, ta G trừ 1. Thì đây chính là cái phần mà cái thuật toán mà mô tả cái dòng chèn này, cái dòng chèn này chính là cái này. Chúng ta nhân lại nhé, cho AG đây và tôi cho AG được chuyển dần sang bên trái, chuyển mất, tức là AG biết gì tôi để nguyên để lập thế này giữ nguyên, còn đây là G nhé. Tôi chuyển sang kiểm tra nếu mà AG này mà còn nhỏ hơn AG trừ 1, tức là AG nhỏ hơn số đứng trước đó và G lớn 1 thì ta đổi chỗ trong phần trước đó, ta đổi chỗ và ta cho g bằng g trừ một, xong lại làm tiếp tục nhá. Thêm điều tôi tổng kết lại đây, mình tổng kết lại cho nó đây này nhá, tổng kết lại như sau. Vậy ta có là cái lệnh là insert sort a và n là như sau nhá. Đây, for y bằng hai to n, g bằng y và đây là y a, xin lỗi tôi nhầm, bạn phải để cái này y là g, tôi cứ để ngược lại một chút nhé, tôi biết này chút này hơi bị sai trên này, cái được tôi để sao n
AJ nhỏ hơn AJ trừ 1. Qua đây thêm chút, tôi sửa lại một chút chỗ này này. Tôi viết cái A phía bên nhầm của A. G lớn một để lên trước, còn cái AJ nhỏ hơn cái AJ trừ 1 để vào sau. Các bạn sửa cho tôi nhé. Còn vì sao tôi đổi lại thì các bạn sẽ hiểu sau. Các bạn này, các bạn mà chạy thử cái này, các bạn đừng ngược trở lại là cái chạy chương trình là chạy thử trên Python nó báo lỗi đấy. Để như này mới đúng này nhé. À, đổi chỗ, đổi chỗ, đổi chỗ AJ và A, nhưng mà ở đây ta viết bằng lời bằng hiền có nhiều đúng không? Đổi chỗ A hai phần tử và G ta trừ đi G bằng đi trừ một. Đây, đây chính là thuật toán của sao xếp chèn đây nhé. Được chưa? Nó cũng khá dễ hiểu. Chúng ta chú ý thêm một chút nữa là cái việc mà gọi là đổi chỗ đó. Đổi chỗ là AJ hay tổng quát đổi chỗ của trong bất cứ một cái máy tính nào đó, một cái bất cứ một cái chương trình nào đó thì đổi chỗ hai từ AI và AJ là cái làm như sau nhé. Chúng ta chú ý đổi chỗ là ta dùng một cái biến nhớ phụ nhé, tôi gọi là T tức là tương án bằng AI, xong AI bằng AJ và AJ bằng T. Thì đây chính là đây chính là cách mà chúng ta hay dùng trong các công cụ lập trình bậc cao đổi vị trí của hai số hạng, của hai biến nhớ ở trong bộ nhớ. Tức là ta phải dùng ba lệnh. Nôm na là lệnh đổi chỗ này là chúng ta mất ba thời gian, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta trước khi chúng ta bìa hết giờ rồi, chúng ta phải dừng lại một chút, chúng ta đếm thời gian xem là cái toán này nó là bao nhiêu thời gian. Để các bạn chú ý nhé. Chúng ta đếm mức độ đếm chất lực đi nhé. Thì cái for này từ 2 đến in nó là n trừ 1 vòng. Được chưa? Đây tôi không rồi. Lệnh này, lệnh y bằng g này là bên trong này một đơn vị thời gian. Thấy chưa? Cái vòng lặp này này, vòng lặp này là y trừ 1 này, vòng lặp này là nó là có thể là không có, nhưng mà trường hợp mà lớn nhất ấy, là nó sẽ có y lần, vì là cái AI nó phải cái AI này nó phải chuyển vào nó phải chuyển dần vào AI này. Đâu nhỉ? AI đây. Nó phải chuyển vào. Như vậy là nó chuyển AI nó chuyển maximum là chuyển là đây, chuyển vào. Thì maximum là nó chạy đây là n là y lần, là y lần. Nhá, chúng ta để đây là y. Đây là y nhé. Còn bên trong cái vòng y này thì ở đây ở chỗ này là tính ra là 3 lần. Còn đây là 1 lần. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Kiểm tra xem tổng số nó là bao nhiêu nào. Đây chúng ta cùng nhau đây ta đến cái này nhé. Đây nhé. Như vậy chúng ta là n trừ 1 này. Được chưa? N trừ 1 đây là 1 nữa. Chỗ này nó chính là n trừ 1 thôi. N trừ 1 đúng không? Không, n trừ 1 là 1 này. Ở đây nó là 1 này. Cộng với cái này này. Đúng không nào? Cái này là bao nhiêu? Cái này nó là y lần, mỗi y lần đây là 4, đúng không? Cho nên chỗ này nó sẽ là y nhân với 4, đây nó sẽ là 4y. Không, chỗ này là không. Chỗ này cũng là nó chuyển vào chỗ y trừ 1 lần thôi, chỗ này sẽ là y trừ 1, đây sẽ là 4 lần với y trừ 1. Đấy, cho nên nó là như này nhá. Đấy, vậy suy ra ta có cái này, vậy suy ra ta có, như vậy thì sao ta có là cái TN này. Cho nên ta làm tổng lại nhá. Đây. N trừ 1 đúng không? N trừ 1 lần, nhưng mà mỗi lần nó là mỗi lần của nó là y trừ 4. Y trừ 4, là một cục 4 đi y trừ 1. Mà y là chạy từ 2, y chạy từ 2 cho đến n. Đấy. Vậy suy ra như sau này, vậy suy ra nhé. Ở chỗ này là n trừ 1, chỗ này n trừ 1 lần rồi nhé. Còn ở đây này, như vậy ta suy ra như sau này, vậy chúng ta suy một tí thôi. Các bạn để ra như sau nhé. Vậy chúng ta có này, tn này
bằng sẽ bằng này nhé. Đầu tiên dòng phía trên nó là n trừ một lần là cái lần là cái dòng lệnh mà g bằng y đấy, đúng không? Sau đó là tổng, đúng không? Tổng theo y chạy từ 2 đến n, đây là đi tổng theo vòng lặp đấy. Y này cái y và 2 ông trên n, cái tổng tổng này này. Tổng này chính là cái tổng, chính là cái tổng này. Chính là cái tổng đây, cái này đây. Đó. Bên trong này là nó là y nhân với bên trong này nó là 1 cộng 4 y trừ 1. Vậy suy ra đây nó chính bằng này. Đây nó chính là bằng, đây nó chính bằng là 1 cộng với 4 y trừ 1. Đấy. Vậy xem ta có cái đây chính là cái đấy nhá. Đây chính là cái công thức của nó nhá. Của nó này. Bạn thấy nó phức tạp chưa? Bây giờ tôi sẽ tính nhá, tôi sẽ tính tiếp này. Nhá. Bây giờ 4 y trừ 1 ở đây cũng là đúng không? 4 y trừ 1 đúng không? Thì mà ở đây tôi đặt cái y trừ 1 này này là tôi đặt bằng k. Thì đây nó phải là bằng là n trừ 1 đúng không? Cộng với y trừ 1 là k, và y bằng 2 thì k bằng 1, thì k với k chính là bằng 1. Y bằng n thì là k bằng n trừ 1, nó bằng đây chính bằng là 1 cộng với 4k. Đấy. Đây là cái đặt y trừ 1 bằng k, thì đây là y bằng 2 thì là k trừ 1, k trừ 1 đến n trừ 1, nó bằng 4 cộng 4 k y. Đấy, nó ra cái này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm tục này nó sẽ bằng này. Thầy ơi, cho em hỏi xíu thầy. Cái chỗ đồ phức tạp của thuật toán á thầy, ở phía trên cái dòng đầu tiên đó là sẽ là n trừ 1 lần, xong rồi cái câu lệnh dưới trong của vòng lặp là 1, 1 cộng cho 4k thì phải thành là n trừ 1 nhân cho 1 cộng 4. Vì là mỗi một lần chạy y này thì nó là không phải là làm xúc định, nó là y lần. Nó là y trừ 1 lần. Tất cả cái này nó là y trừ 1 nhân với 4 lần. Thế này. Đó thì là bóng y, cái đó là bóng y trừ 1. 4 y trừ 1 cộng 1 đúng không nào? Cộng 1 và phải đem nhân với n trừ 1 chứ không nhân với n trừ 1 chứ không phải là cộng thầy ạ. Không phải là không phải vì y chạy mà y chạy từ 2 đến n chứ nó phải là cái này. Đây nó phải thì đúng rồi. Đây nó phải như này này. Đấy. Cái vòng lặp này là nó phải như thế này. Các bạn nhìn kỹ. Dạ đúng rồi, nhưng mà ở dưới thầy viết lại thay là bằng n trừ 1 cộng cái tổng mà phải là nhân chứ thầy, nhân chứ. À thầy triển khai ra. Triển khai ra mà cụ thể n n à, rồi ok. Y bằng 2n mà chạy lượt mà với y bằng 2 thì nó chạy lên làm cụ thể ra mà, đúng không nào? Nhá. Yeah. Đấy. Y trừ 1 lần này thì ở đây là 3 y trừ 1 này, vậy là 3 lần đây là 4, là 4 y trừ 1. Rồi. Cái đó là 4 y trừ 1 là đồng ý. Nhưng không phải là n trừ 1 mà là tổng theo tổng từ 2 đến n mà bắt đầu tổng như vậy theo y. Đấy, y này y chạy từ 2 đến n rồi. Cho nên nó phải ra cái này. Nhá. Yeah. Thầy ơi, em biết rồi nhưng mà từ cái biểu thức thầy ở trên nó là n trừ 1. À. Nhân mà sao xuống dưới này anh thầy thành cộng cái kia thầy. Ở trên cái phía trên thầy viết là nhân. À không, dưới này thầy là chỉ viết cái này để ta hình dung thôi nhưng mà không đúng cái này. Chỗ này đấy gì nó không đúng, chỗ này không đúng. Thầy chỉ viết ra để dùng n trừ 1 nhân nhưng không phải. Đây mấy cái con đông y mà y chạy này. Cho nên là viết thế là không đúng. À. Đây chỉ viết ra để mình hình dung thôi. Chỗ này phải xóa đây nhá. Chỗ này xóa đi là không đúng được. Đây là thầy chỉ viết ra a đại khái là n trừ 1 đây là nó phải nhân với cái chỗ này. Nhưng mà chỗ này nó là y chạy nhưng không phải y chạy mà, cho nên nó không phải là nhân lên mà nó phải là tổng như thế này. À rồi em hiểu rồi. Hiểu chưa? Đấy. Dạ rồi. Cái này nó bằng em làm tiếp tục nhé. Cái này nó bằng gì? Đây. Cái chỗ này nhé là 1 nè, tổng từ k đến 1 n trừ 1. Chỗ này nó sẽ làm cộng với 1 là n trừ 1 đúng không? Đấy. Bây giờ cộng với chỗ này là 4 này. 4 đây nó là 4 nhân với tổng của k. K chạy từ 1 đến n trừ 1. Đấy. Tách cái trở làm đôi nhé. Cái 1 này ra bên đây là n trừ 1. Đúng không nào? Đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái đây. Đây là bằng 2n trừ 1. Đây tổng này. Cộng với 4 lần. Đây là k.
k đây chính là tổng từ 1 n trừ 1, thì cái tổng này nó phải nó bằng chính là bằng bằng n nhân với n trừ 1 chia 2 không? Đấy, dạng chỗ này, cái tổng này là cái tổng này là chỉ bằng bằng cái này. Đấy nhé. Vậy nó sẽ bằng, nên viết lại này, nó sẽ bằng này 2 n trừ 1 cộng với 2 n nhân n trừ 1. Thì chúng ta khai triển ra nhé. Ở đây là 2n trừ 2 cộng với 2n bình phương trừ đi 2n. Đúng không? Đúng không nhỉ? Chúng ta kiểm tra lại nhé. Rồi, thầy cho lên trang một dòng một dòng em xem thử, thầy cho em xem lại cái phía trang ở chỗ cái chỗ còn dùng y á. Ờ thì tôi đã kiểm tra xong nên thấy có thể bị sai chỗ nào đó đấy. Đúng không? Đấy. Không sai đâu, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Vậy cái lộn lại nó bằng là 2n bình phương trừ 2 trừ 2. Tức là nó chúng ta có thể tính toán và chúng ta suy ra. Vậy suy ra cái bài này là trường hợp mà chúng ta thấy là nó chạy cho tất cả mọi tất cả chạy hết tất cả các vòng lặp không bỏ chỗ nào cả, thì nó chính bằng 2n trừ 2. Ai này chị hai, người ta tính công thức này nhé, được chưa? Thì đó là cách mà ấy thôi, cách là chúng ta tức là hơi khó một chút thôi, hơi khó đối với học sinh cấp 2, đúng không? Cấp 3 thì là ta biết rồi, thì không có gì khó cả. Như vậy đây là gì? Đây chẳng qua đây là gì? Đây chúng ta cứ nhỏ lại cho bạn xem nhé. Đây, tức là chúng ta phải tính để tính thời gian chạy của một thuật toán, chúng ta phải tính bằng thức toán học, chứ không phải là chúng ta cứ viết chương trình, chúng ta tính thời gian trên máy tính, chúng ta phải tính theo cách này. Thì đây là một bài toán là tương đối khó một chút rồi đấy. Mà các bạn đây nó mới là thực sự là cái môn học cơ bản của nó gọi là học máy tính hay là của thuật toán nhé. Các bạn là con ấy không? Bây giờ chúng ta là phải dừng, chúng ta chưa xong được cái phần này. Như vậy vẫn chưa xong, nhưng mà buổi nữa thì mới xong được. Các bạn cứ bình tĩnh nhé, không có gì mà không vội vàng nhé. Chắc phải một buổi sau nữa chúng ta mới xong được cái bài cái chương một. Em đưa đây, thầy cho em hỏi nhé. Ừ. Vâng ạ. Lúc nãy thầy dịch lên trên đầu em ơi. Ừ. Dạ. Sao? TN ấy, lúc nãy thầy ghi TN là đây, thầy vẫn ghi là n trừ một cộng, nhưng mà ở bên trên là em nghĩ là n trừ một tất cả nhất với cả một cộng với cả bốn nhân y trừ một mới là đúng chưa? Ở dưới thầy ghi không, là TN bằng mình thầy hiểu rồi, tức là ở chỗ này nhân này thì đúng rồi này, nhưng mà ở đây là vì biến động, nó không cái y này nó chạy mà y là cái này, y chạy là 2n này, cho nên nó không đúng, cho nên chỗ này là không thể viết là n trừ 1 nhân với 4y trừ 1 được. Chỗ này nhé, chỗ này không thể viết. Chỗ này này, chỗ này là không thể viết được là n trừ 1 nhân với 4y trừ 1 được. Mà chỗ này chính là gì? Chỗ này nó chính là tổng của 4y trừ 1 y chạy từ 1 cho đến n. Y chạy từ 2 đến n. Chính là cái này. Chỗ này này. Chỗ này không thể viết như này được, mà là vì cái đây này, chỗ này nó là 4y trừ 1 mà. Thì với mỗi một y chạy từ 2n n trừ 1 thì là y là 2 trừ 1 đây, thế mà tổng cái này này. Thế các bạn thấy không nào, cái chỗ này này, cái chỗ này nó chính là cái này. Cái này cái chỗ này là một. Dạ hiểu rồi. Rồi nhá. Có nghĩa là y chạy từ 2 đúng không ạ? Y chạy từ 2 đây mà, y chạy từ 2 này, thấy không nào, y chạy từ 2 nhá. Đấy, thì chạy 2 đây. Yeah. Là đây, đúng không ạ? Đúng. Đấy, các bạn thấy, nhưng mà đây là, các bạn thấy cái này là hoàn toàn là toán học, chứ chả có liên quan gì đến tin học, chẳng liên quan đến lập trình ở đây. Đó là từ cái gọi là cái pseudocode này, cho ta tính được thời gian chạy của toán này. Tính theo n là đầu vào của cái dãy. Các bạn thấy không? Nhưng mà là các bạn thấy, bây giờ có thấy nó khó chưa? Thấy bắt đầu nó khó rồi đấy. Và cái này nó càng khó dần lên. Thì tới đây thì một số bạn sẽ thấy là như vậy là không phải chúng ta cứ học là phải lập trình học sinh giỏi ngay đâu, từ từ đã dần dần ta sẽ làm bài tập nó khó dần lên,
Ok, chúng ta tính toán quen rồi thì sau này chúng ta không mà không phải tính lại đâu. Cái này các bạn tính một lần thôi nhé, từ buổi sau không phải tính lại nữa đâu. Yeah. Chúng ta sẽ công thức tính yeah. Viết ra là tính từ ngày, không khỏi phải tính như này. Nó đây là cái bài đầu tiên tính cụ thể để cho thấy à nó phải như vậy thì mới đúng. Còn từ các buổi sau nữa chúng ta sẽ ra các công thức toán học, đưa ra các quy luật, chúng ta tính rất nhanh, không còn phải tính lại mà khổ sở như này đâu nhé. Các bài đầu tiên là khổ sở như này thôi, các bài sau nó cũng khó lên, nhưng mà nó sẽ có cách chúng ta làm rất là nhanh nhé. Rồi thôi nhé, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Yeah. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thầy cho con xuống dưới xíu thầy ạ. Cho con các bạn bây giờ nó khó rồi thì các bạn mà thấy nó khó các bạn cứ hỏi tôi ở trên cái nhóm nhé. Dạ. Bản thân cái bài này tôi sẽ đẩy ra một cái file PDF, các bạn có thể download xuống, các bạn mở ra xem tỉ mỉ từ dòng một mà tôi viết đấy nhé. Cái file này video tôi sẽ quay lại gửi cho các bạn xem nhé. Chúng ta được quyền, các bạn được quyền trao đổi thoải mái ở trên cái nhóm của chúng ta nhé. Dạ vâng ạ. Chúng ta dừng. Em cảm ơn thầy. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ.